chưa? Có được có một con bự à? Nãy được hai con bự rồi em cũng chia cho cậu hai con với mớ cá nhỏ nhỏ gì mình chia làm hai, bỏ vô trái ớt cho nó cay cay ông bà cô chú ơi. Rồi cái chảo thịt với tôm kho của mình nó sắt xuống rồi. Dạ, nè, cá vô. Xin chào ông bà cô chú và anh chị em đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Nông Dân của Vũ nha. Cái đường nước này bữa hổm á, cá nó lên rất là nhiều luôn, cá lóc bắt mười mấy con. Để mình ra mình coi coi được nhiêu con ha. Wow, có cá phi quá luôn, rất là bự luôn ha. Bà cô chú ơi, đây. Đây, cá lóc hết biết luôn, cá lóc mà. Để mình đi lên. Để mình coi. Tôm cũng còn bún rất là nhiều bà cô chú ơi. Thì bữa nay thì bắt tôm càng với cá thôi. Chuẩn bị có một đám mưa to nữa nè. Google. Quá trời bóng luôn. Mấy ngàn cua mà không thấy con nào luôn trời. Này, càng chắc cũng không còn sót nhiều con đâu ha. Nhìn cái lớp mà cô chú anh. Hôm nay mình có rủ cậu hai ở xóm xịt cá chia nhau mà ăn ông bà cô chú ơi. Vì hai đứa chia ra còn được nhiêu đây nè? Được con bự mà. Mấy con này cũng vừa à. Có được có một con bự à? Nãy được hai con bự rồi em cũng chia cho cậu hai con với mớ cá nhỏ nhỏ gì mình chia làm hai. Đâu chia ra rồi đó ha. Em chưa rộng nữa nè, còn để đây. Có mấy cá nhỏ này thì mình bán rẻ quá, mình không có bán ông bà cô chú ơi. Người ta mua cá ba ký có mấy chục ngàn, có 30-40 ngàn ký gì đó. Rộng để dành ăn, rộng để dành ăn, mình đi ra chợ mình mua cái người ta bán lại mắc lắm á. Cá nhất mão mà chợ người ta bán 1 ký chắc cỡ 140-150 á. Tại vì ở giữa mình bán ra ở giữa ta cân lại là 101 rồi. Mấy cá này bữa nay bắt hai con nhỏ nhỏ mình mần nấu mình chua ăn anh ơi. Em thấy được mới rau muống đó, làm sao nó lên cũng ngon ngon, hái nó bên chua rau muống à. Vậy bắt hai cá nhỏ nhỏ vừa vừa đi. Hai con cỡ này nấu được. Rồi đi ra vườn bẻ ít rau muống nữa. Rồi, cái đặt rau muống của mình cái này nó ngon hết sức luôn nè. Thì
để ý nha. Rau muống này để ăn sống. Rau quỳ xạ leo ngoeo quá vậy. Trời ơi, bữa hổm thấy gọn chết, bữa nay nó được vậy là mừng rồi đó. Còn nhìn cái lít cải nè. Lít cải coi như là bỏ lít cải nè, hư hết trơn rồi. Quá trời cỏ rồi nè. Còn bên đây rau húng cây cũng lên được vài bụi rồi nè. Húng cây nó lên, nó chịu lên nó tốt dữ lắm. Nhìn thấy nó đà, đà, non quá ha. Trời, quá trời cỏ hả anh. Cỏ lên dữ luôn. Cỏ mà bằng gì nổi nó. Nó lên rồi ba cái rau tốt mà bằng thì cho trống vậy thôi chứ. Trời ơi, cái rau ngon sợ em. Rồi mình nấu con chua mình bẻ rau muống này hay là rau muống đồng ở ngoài? Ôi, rau muống đồng đấy. Vậy hả? Vậy là đi ngang đây phe ông bà cô chú cái clip rau muống thôi phải không? Rồi ăn được rồi đó, vì ăn sống là vừa. Rồi vậy đi ra ngoài bẻ ra cái rau muống đồng ở ngoài sao hè ông bà cô chú ơi. Ở ngoài này thì có mớ rau muống đồng nó bò lên đọt non non không ạ ông bà cô chú? Cái cọng rau muống thấy thèm ghê chưa? Còn đồng với no no không ha. Mất được luôn. Trời ơi, mưa dài đám cái nó lên nó ngon vậy đó. Mình nấu canh chua mà rau muống đậu này nè, ăn nó mới ngon. Ngon hết biết rồi. Ngon rồi. Đây cũng có rau đắng nè. Rau đắng biển này chắc đắng lắm. Rau này đắng lắm, rau đắng Đà Lạt bên kia của mình ăn không hết. Rau đắng Đà Lạt bảnh ai xin ăn cũng khen. Rồi. Không gà người ta lại xin quá trời luôn. Xin không gà lên mất hết nổi rồi kìa. Mấy cái đọt này nè, nó canh chua nó ngon nè. Cái đọt dược này mình làm dưa ăn, con muốn nó ngon. Bò sáng trời chuyển mưa nữa rồi nè. Được con thao rồi. Trời ơi, nói là canh luôn rồi đó. Ngon hết sức luôn kìa. Cái gì cũng một thao luôn ha. Rồi này mình nấu chung với đậu bắp, cá, cà ra một nồi luôn ha. Nó chút gì chứ nó không nhiều. Mấy cái rau muống đồng này mình phải rửa lại tới hai nước, tại vì nó mũi nhiều quá. Mình rửa kỹ mới được ra chẳng. Vợ chồng cô Vũ xin chào ông bà cô chú đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Nông Dân của Vũ nha. Ngày sáng giờ thì hai vợ chồng của mình có đi bẻ ít rau muống đồng nè ông bà cô chú ơi. Rau muống này nãy em cũng lọc rồi em rửa sạch sẽ hết rồi nè. Với có ít đậu bắp, giá, cà chua. Bữa nay em sẽ nấu cái món cá lóc nè. Cá lóc nấu canh chua rau muống đồng. Cá lóc hai con mặn sẵn nè. Với em làm thêm cái món thịt ba gọi nè, mình găm mặn với tôm. Bữa nay ra đồng hành cùng ông xã mới được, bỏ ông xã làm mình nên á. Chạy ra chạy vô có mình nên, vừa quay vừa nấu khó khăn quá à. Bữa nay bà xã của mình không có khách đó ông bà cô chú. Thì bà xã có thời gian rảnh ra phụ tiếp mình ha. Bây giờ mình mới xắt thịt ra đặng mình ướp, mình chuẩn bị kho ông bà cô chú ơi. Cũng tranh thủ cái thời gian buổi sáng nè, không có khách thì mình nghỉ may đồ buổi sáng cái ra phụ ông xã làm cơm sáng.
Với có hai vợ chồng làm mới vui, làm gì cũng hai vợ chồng vui. Bắt cái nồi nước là mình nấu canh chua để cho nó màu sợi. Giờ mình ướp thịt ông bà cô chú rồi. Miếng nước mắm, hạt nêm, đường nè, thêm tí bột ngọt nè. Mình cho vô đây ít tỏi luôn. Mình đi phụ bà xã hái ếch quế ông bà cô chú ơi. Ở đây ba mình có nuôi ếch nè. Bắt được 100 ếch con nuôi mà hổm gầy cái nó hao còn có mười mấy 20 con vậy đó. Ở trên đây cũng có cái buồng dừa say quá nè ông bà cô chú ơi. Mình chắc cũng vừa ăn rồi. Rồi mình đi hái quế thôi để chờ mưa. Mưa hôm nay mấy đám mà quế nó ra đọt. Non quá ông bà cô chú ơi. Ớt bữa nay thì nó chưa có chín ông bà cô chú ơi. Mình bẻ đỡ ớt xanh đi. Ớt xanh nó cũng già. Giờ mình nêm cô chú ơi. Để nguyên con luôn. Cái nồi thịt kho của mình nó cũng sắc xuống rồi. Mình nấu rau nhiều, ăn rau nhiều tốt. Người ta nói đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc. Thì giờ mình đói mình ăn rau không bà cô chú ơi? Rau ăn nhiều tốt cho sức khỏe. Rau đồng mình không có phân thuốc gì hết.
cái chảo thịt với tôm kho của mình nó sắt xuống rồi. Như vậy là được rồi đó con bà ơi. Giờ mình cho giá vô nữa, cái mình bỏ quế nữa là xong. Bỏ vô trái ớt cho nó cay cay ông bà cô chú ơi. Cho quế vô cho nó thơm. Hai vợ chồng cô Vũ xin mời ông bà cô chú và anh chị em ăn cơm nha. Mời ông bà cô chú và các anh chị em mình ăn cơm nha. Canh chua này thì mình sẽ chấm với nước mắm ớt bà cô chú ơi, dầm ớt ra. Thưởng thức miếng rau muống rồi, sáng hái rồi. Chắc là ngon lắm đây. Chấm miếng nước mắm. Cá vô. Nước mắm thơm ngon. Rau muống ngon mà. Ớt mình nó cay quá. Người miền Tây ngộ lắm ông bà cô chú ơi. Có cá lóc là phải nấu canh chua mới được. Canh chua cá lóc ớt mà còn xanh xanh mà cay quá anh này. Ừ, ớt là trồng mà ăn chúng nó cay quá. Làm như người miền Tây thích ăn canh chua. Thế người ta hay nấu canh chua lá giang vậy anh? Lá giang là sao em còn chưa có biết nữa. Lá giang mình ở đây không có. Ồ, vẽ nguyên miếng cá bự luôn bà cô chú ơi. Lá giang á mình ở đây ít lắm mà nấu canh chua ăn nó ngon lắm. Nghe nó ngon chứ nào giờ em có ăn đâu. Nấu canh chua với thịt gà thôi. Phú Quý bữa nay không có đồng hành với hai vợ chồng của mình. Bữa nay ở trong nhà học bài rồi. Ăn cơm anh, cơm hả? Mình kho cửa này cái ăn tôm nó dẻ lại nó cứng lại luôn, ngon. Mà đất này nó nấu canh không? Nó nóng lâu quá ha. Mình để ăn rồi bước ăn rồi mà nó vẫn còn ấm ấm. Ngon. Ăn vậy á, mà canh nó còn nóng nóng quá ăn ngon. Canh chua là mình bỏ đầu bắp vô cái nó không có nhớt nè. Sáng tính rau ít có buộc nấu ra nồi rau. Sáng anh thấy em gái clip rau muống trên đâu bẻ rau muống mình trồng nấu chứ. Rau muống mình trồng nó ăn sống. Rau muống nó nấu canh chua ăn xong nó dai quá. Nó héo rồi cái dây nhất rồi. Nó không giòn.
mình thì mình phải ăn mỡ ba gọi à, ăn miếng ớt à, nhà có ba người, vợ với con thì phải ăn thịt. Cách này con trai cũng đổ thú vị nữa, nó đòi mỡ nữa sao. Con trai giờ chuyển qua thích ăn mỡ rồi. Ăn lên ăn là hỏi có thịt mỡ không mẹ, cái cậu có món thịt kho, cái hỏi mẹ ơi có thịt mỡ không. Sáng mà trời muốn chuyển mưa nó phải không, đen nữa không. Khô cái nó chợ nó ngon. Người nông dân ở dưới ruộng á, sáng đói bụng sớm. Ăn sớm quen rồi ông bà ơi. Sáng mở mắt ra cái lịch nấu cơm bún quán chứ nè. Sáng là không có cơm chịu không nổi. Nhớ hồi đó đó, 5 giờ là bắt đầu nấu cơm ăn rồi đó. Ủa, nguyên cái đầu luôn. Bữa trước anh với Dượng ba bắt cá bự vậy đó. Mà qua bữa sau mượn cậu hai nó qua chẹt. Mà cũng còn nhiều quá ha. Cậu hai nó vô á, cậu hai cơ em rộng á, chưa hết cá đâu, còn nhiều lắm. Mà tại bữa không mưa, không có quậy lại thì quận 2 á, nhiều lắm. Còn bữa cơm nữa, ăn thêm chén nữa. Vô. Anh ăn cá nhiều anh mắc cổ cũng vậy à? À cái chỗ lưng này nè anh kỹ kỹ đó. Sao anh ăn cá ngộ, ăn cá hay mắc cổ à? Lừa kỹ kỹ á. Mới đầu cũng lừa kỹ dữ lắm đó, mà không biết ăn sao mà động động hay là cái bắt đầu nó muốn nuốt à? Tại anh ăn nhanh á. Còn em rửa lưng kỹ á. Sợ sợ nhất là ăn cá rô. Cá rô béo. Cái thịt cá rô ngon chứ. Cái gô ăn ngon mà hay mất cổ. Mất xương là mất xương là khỏi nấu cơm nguội vậy. Giống muốn đậu nó không chưa ăn ngon quá. Nghe chuẩn bị chuyển mưa, mưa tới à, cá thui à, không có gì hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai vợ chồng ăn mới có phân nữa ông bà cô chú ơi. Video của mình xin tạm dừng tại đây nha ông bà cô chú và anh chị em ơi. Ông bà cô chú và anh chị em xem video